Ủa, cái bàn này đâu ra vậy? Nãy giờ hồi đây có thấy gì đâu ta? Nhưng mà văn phòng thì phải có cái bàn chứ. Ờ nhờ, cũng đúng. Chắc tại mình hậu đậu. Hơi vô lý, nhưng mà cũng rất thuyết phục. Ờ, thôi kệ. Thang máy đang đóng cửa a hi hi. What? Huh? Huh? Mơ vật. Huh? Yeah.